Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 5 tháng 2. Thưa quý vị, sau bao nhiêu hối hả của việc chuẩn bị chào đón năm mới, thời khắc giao thừa đã qua và năm mới Kỷ Hợi đã đến với biết bao niềm vui và hy vọng cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mọi gia đình đều an khang thịnh vượng. Vào thời điểm này, mọi người đang quây quần bên nhau trong ngày đầu năm mới với tiết trời ấm áp của mùa xuân. Dự báo thời tiết các thành phố lớn trong ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019 cũng sẽ khá thuận lợi cho quý vị vui xuân đón Tết rộn ràng. Sáng hôm nay, tại các tỉnh Bắc Bộ trời khá nhiều mây, một vài nơi có mưa xuân và sương mù khiến tầm nhìn hạn chế, cùng nền nhiệt độ vẫn trên đà tăng dần. Mức nhiệt trưa chiều ngày hôm nay ở vào khoảng từ 23 đến 26 độ và đến tối, đêm nay sẽ giảm xuống dưới 20 độ. Với mức nhiệt như vậy, trời chỉ rét nhẹ về đêm và sáng, còn ban ngày không khí ấm áp, thuận lợi cho việc du xuân của quý vị và các bạn. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên hay Sơn La có nơi nhiệt độ cao nhất ngày lên đến trên 29 độ, nên cảm giác hơi nóng vào một vài tiếng giữa trưa. Sự hoạt động yếu của không khí lạnh cũng mang đến thời tiết khô ráo cho các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Ngày hôm nay, dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Nam và Quảng Ngãi, nhiệt độ trưa chiều ở mức từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ, cùng với tình trạng nhiều mây, xen giữa những khoảng nắng nhẹ nên thời tiết cũng ủng hộ cho các hoạt động chào đón năm mới của quý vị và các bạn. Các tỉnh từ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa trở vào đến Ninh Thuận và Bình Thuận, cường độ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ cũng cao hơn phần phía Bắc. Dự báo mức nhiệt cao nhất tại đây ở vào khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên ngày hôm nay phổ biến không mưa, trong ngày có nắng và nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, trong ngày mùng 1 đầu năm cũng có nắng từ sáng cho đến chiều muộn, với mức nhiệt cao nhất ngày trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Tiếp nối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết cụ thể tại các thành phố lớn trên cả nước trong ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thành lân cận, trời khá nhiều mây, độ ẩm tương đối cao và một vài nơi có mưa nhỏ và sương mù. Nhiệt độ tăng dần từ mức xấp xỉ 19 độ vào buổi sáng lên đến khoảng 23 độ vào gần trưa và đạt mức từ 24 đến 26 độ vào khoảng đầu giờ chiều. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc du xuân cũng như đi lễ chùa đầu năm mới của quý vị và các bạn. Tuy nhiên, với mức nhiệt như vậy, quý vị vẫn nên lưu ý lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết để tạo sự thoải mái trong suốt hành trình du xuân của mình. Cùng chung xu thế thời tiết với thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay tại thành phố Cảng Hải Phòng trời cũng nhiều mây và buổi sáng độ ẩm không khí lên trên 90% và có sương mù nhẹ. Nhiệt độ trưa chiều nay cũng tăng dần lên mức từ 23 đến 25 độ và thấp nhất về đêm và sáng vào khoảng từ 18 đến 20 độ. Tiết trời ấm áp sẽ là những điều kiện thuận lợi để quý vị du xuân và chúc Tết. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh Bắc Bộ, thành phố Việt Trì trong ngày mùng 1 Tết cũng không có sự khác biệt đáng kể so với thành phố Hà Nội hay Hải Phòng. Tại đây, sáng nay trời cũng nhiều mây và được bao phủ bởi một màn sương nhẹ cùng tiết trời ấm áp với nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng từ 24 đến 26 độ. Thời tiết ủng hộ cho các hoạt động du xuân cũng như viếng chùa vào ngày đầu năm mới này. Thành phố Duyên Hải miền Trung Đà Nẵng ngày hôm nay cũng tạnh ráo và có gió thổi nhẹ cùng tình trạng nhiều mây vào buổi sáng. Ban ngày đôi lúc có nắng nhẹ và nền nhiệt độ vừa phải, chỉ vào khoảng từ 26 đến 28 độ vào trưa chiều, sau giảm xuống dưới 22 độ vào buổi tối, nên đây cũng là nơi có thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du xuân của quý vị và các bạn. Do ở độ cao trên 1.500 m nên thời tiết tại thành phố Đà Lạt có sự khác biệt đáng kể so với các nơi khác trên khu vực. Ngày mùng 1 Tết này tại Đà Lạt trời nhiều mây, có sương mù và rét nhẹ vào thời điểm về đêm và sáng. Ban ngày đôi lúc có những khoảng nắng nhẹ, tiết trời mát mẻ với mức nhiệt vào khoảng từ 23 cho đến 24 độ. Thời tiết cũng ủng hộ cho các hoạt động chào đón năm mới trên địa bàn thành phố của người dân và du khách. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay phổ biến có nắng từ sáng đến chiều muộn với nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở mức từ 32 cho đến 34 độ. Về đêm và sáng sớm giảm còn khoảng 23 đến 24 độ. Trong điều kiện thời tiết này, quý vị và các bạn vẫn nên hạn chế ra ngoài trời vào thời điểm giữa trưa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi. Xin kính chào và chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe.